Câu nói bệnh từ miệng vào chưa bao giờ là sai, nhất là trong thời điểm hiện nay khi thực phẩm bẩn đang bủa vây người tiêu dùng. Có thể nhiều người sẽ giật mình khi biết rằng đến năm 2020, số ung thư mắc mới mỗi năm ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 200.000 và nước ta sẽ trở thành nước có tỷ lệ ung thư cao nhất trên thế giới. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thực trạng này chính là thực phẩm bẩn. Đây là lời khẳng định của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam sau nhiều năm nghiên cứu về mối liên hệ giữa thực phẩm bẩn với căn bệnh ung thư. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết năm 2000, Việt Nam có khoảng 69.000 ca ung thư mắc mới. Đến năm 2015 đã lên đến 150.000. Theo các chuyên gia, sở dĩ số ca mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do ba nguyên nhân chính: thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng. Trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu chiếm khoảng 35%, thuốc lá chiếm 30%, di truyền chỉ từ 5 đến 10%, còn lại là các nguyên nhân khác. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nêu lên vấn nạn mang tính quốc gia ở nước ta là việc sử dụng các loại thuốc tăng trọng, tạo nạc trong chăn nuôi heo. Từ tháng 5 năm 2011, hội này khảo sát thị trường thức ăn chăn nuôi heo và gà ở thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện nhiều loại chứa các chất tăng trọng thuộc nhóm độc hại, trong đó phổ biến nhất là salbutamol và clenbuterol, vốn đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới. Không chỉ thịt lợn nhiễm chất cấm mà hàng loạt thực phẩm khác như bún có chất tẩy trắng, rau tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhiễm kim loại nặng, thực phẩm chế biến sẵn lạm dụng phụ gia, chất bảo quản cũng là tác nhân gây ung thư.